mà cũng được đi phỏng vấn ha. Tưởng mình giỏi lắm hay sao á. Có năng lực thì người ta sẽ trọng dụng mình. Mọi người, có tai nạn giao thông sang quận 2 ạ. Ai chi đi phỏng vấn mà xe máy bên quận 2, đường cao tốc đó. Là cô ấy có sao không? Các anh đưa cô ấy đi đâu rồi hả? Chúng ta thường do dự trước khi nói ra sự thật được che giấu bấy lâu. Và cũng chính sự do dự đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng có thể làm mất đi cơ hội để nói ra sự thật của lòng mình. Nam Phong, Phong có sao không? Hà Linh, mình gọi Phong không được. Trớ trêu. Giờ cô tính sao? Nếu mọi chuyện mà trở lại bình thường ấy, cô sẽ quay lại với Nam Phong à?